Chào cả nhà, hôm nay Michelin sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện một chiếc túi nhỏ nhỏ như thế này. Mình ở đây sẽ dùng nguyên cốt tông 125g và kim móc 2.5 nha. Đầu tiên, các bạn khởi tạo lên cho mình 21 mũi bính. Trời. Sau đó mình sẽ thực hiện một mũi kép đầu tiên ở chân mũi thứ ba. Các bạn sẽ làm cho mình tổng cộng là 18 mũi móc kép ở mỗi chân mũi. Các bạn cứ làm như vậy cho được 18 mũi nha. Sau khi được 18 mũi rồi thì ở chân mũi cuối cùng này mình sẽ thực hiện vào đấy 3 mũi móc kép chung chân. Sau đó mình sẽ thực hiện tiếp 18 mũi móc kép ở đối diện. Đối xứng nha các bạn. Sau khi được 18 mũi thì mình sẽ kết vào một mũi trượt. Ở đây các bạn quấn ra phía sau lên giống như mình cũng được, còn không thì mình lên 3 mũi bính. Mình kết như vậy để cho nó cái vòng kết nó đẹp hơn á. Rồi các bạn thực hiện 39 mũi móc kép vào trong vòng thứ hai này. Sau khi kết thúc vòng thứ hai, mình sẽ thực hiện một mũi trượt. Các bạn lại quấn kim ra phía sau, lấy len ra phía trước, lên 1, lên 2, nó thay cho 3 mũi bính nha các bạn. Rồi mình lại móc tiếp tục 39 mũi móc kép và mình sẽ thực hiện từ vòng thứ 3 đến vòng thứ 11. Chung một công thức là 3 mũi bính rồi đến 39 mũi móc kép. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi xong 39 mũi 11 hàng nha. Đến cuối hàng 11 mình sẽ làm một mũi trượt. Và các chị ở đây, rồi bây giờ đến phần cánh hoa. Cánh hoa mình chọn màu hồng nha. Các bạn lên cho mình 19 mũi bính. Rồi, ở chân mũi thứ hai thực hiện 17 mũi móc đơn nha. Để các bạn cứ móc cho đến khi được 17 mũi móc đơn. Sau đó mình ở mũi cuối cùng mình sẽ thực hiện 3 mũi móc đơn chung một chân. Và bắt đầu móc qua đối diện. Ở đối diện thì mình sẽ móc 6 mũi móc đơn. Rồi bây giờ kế tiếp, sau khi được 6 mũi móc đơn mình sẽ làm mũi giảm, nhưng mà mũi giảm ở đây giảm tới 3 mũi móc đơn nha. 1, 2 nè, thêm 1 mũi nữa. Giảm 3 mũi móc đơn chung một lần. Mình kéo qua tất cả. Rồi lại thực hiện tiếp cho mình 7 mũi móc đơn.
các bạn cứ móc 7 mũi móc đơn nha. Đến cuối cùng mình mới làm một mũi tăng nữa. Rồi, cuối cùng mình thực hiện một mũi tăng. Mình cắt chỉ ở đây nha. Là mình xong được hai cái cánh ngoài của hoa tulip rồi. Bây giờ mình thực hiện cái cánh ở giữa nha. Cánh ở giữa thì các bạn lên cho mình 8 mũi bính. Rồi bỏ qua mũi đầu tiên, đến trong mũi thứ hai mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Rồi đến 4 mũi nửa kép, 4 mũi nửa kép, 1 2 3 4 ở mỗi chân mũi nha. Sau khi được 4 mũi nửa kép rồi sẽ đến một mũi đơn. Và bây giờ sẽ đến một mũi tăng gồm có 3 mũi móc đơn chung một chân. Đây ở phía cuối này nè, sẽ tăng ở đây 2 3 mũi móc đơn chung một chân. Mình sẽ qua phần đối diện ha. Móc tiếp một mũi đơn. Rồi, đến 4 mũi nửa kép. Mình sẽ móc đối xứng với phần bên cạnh đó các bạn. 4 mũi nửa kép. Sau khi xong 4 mũi nửa kép thì mình sẽ thực hiện một mũi đơn nha. Và một mũi trượt để kết cái phần hoa, cánh hoa này. Rồi mình cũng cắt chỉ ở đây. Nó phải là xong được cái phần hoa rồi đó các bạn. Tí nữa mình sẽ may cái phần hoa này lại cho nó khép thành hình chữ V nhỏ thôi. Sau đó cho cái phần cánh này vào giữa. Bây giờ đến phần thân nha. Phần thân thì đơn giản lắm, chỉ cần lên 10 mũi bính. Sau đó các bạn quay lại ở chân mũi thứ hai, các bạn làm theo cái dọc sống lưng ở phía sau này nè cho nó đẹp. Mình sẽ thực hiện 9 mũi móc đơn. Các bạn cứ làm 9 mũi móc đơn là được. Rồi mình cắt chỉ ở đây luôn ha. Đó, phần thân gắn vô phần hoa thế này. Bây giờ mình sẽ làm lá. Mình sẽ làm cái phần lá nhỏ trước. Các bạn khởi tạo cho mình 10 mũi bính. Sau đó tại chân mũi thứ hai, mình sẽ thực hiện theo công thức là một mũi đơn đến một mũi nửa kép đến 4 mũi móc kép. Sau khi được 4 mũi móc kép thì mình lại thực hiện một mũi nửa kép và một mũi đơn.
Rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần đối diện nha, để cho nó ra hình cái lá. Mình cũng móc theo công thức giống như ban đầu, là một mũi đơn đến mũi nửa kép đến 4 mũi móc kép. Rồi 4 mũi móc kép xong đến 1 mũi nửa kép, và cuối cùng sẽ là 1 mũi móc đơn. Rồi chúng ta kết chỉ ở đây là đã được một chiếc lá nhỏ rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm qua cái phần chiếc lá lớn nha. Các bạn khởi tạo cho mình 16 mũi bính. Công thức mình có để phía trên, các bạn có thể nhìn phía trên để dễ thực hiện. Rồi tại chân mũi thứ hai mình cũng thực hiện một mũi đơn đến một mũi nửa kép. Và bây giờ ở lá lớn mình sẽ làm tới 10 mũi kép. Các bạn móc khi đến được 10 mũi kép nha. Đây, rồi tiếp tục chúng ta hai mũi còn lại sẽ móc một mũi nửa kép nè. Rồi đến một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ thực hiện thêm một lần như vậy ở đối diện nha. Cũng là một mũi móc đơn đến một mũi nửa kép. Rồi 10 mũi móc kép. 10 mũi móc kép. Các bạn cứ móc cho đến 10 mũi nha. Và hai mũi cuối cùng này sẽ là một mũi nửa kép và một mũi đơn. Rồi. Mình sẽ cắt chỉ ở đây. Rồi. Lá lớn và lá nhỏ. Các bạn làm cho mình hai cái sợi dây rút á, sẽ là dài 55 bính nha. Hoặc là có thể dài hơn, tùy các bạn. Ở đây mình làm tới 80 bính luôn, để có thể xách bằng ten được đó các bạn. Nhưng mà mình thấy nó lại dài quá, nên là mình nghĩ 55 là vừa. Mình luồn qua hai mũi thôi nha. Hai mũi kép. Mình luồn nguyên một vòng luôn, nguyên một vòng tròn đến điểm ban đầu luôn. Đó, xong một sợi nha. Kéo qua một chút. Rồi, mình sẽ làm thêm một sợi kế bên. Các bạn cân chỉnh hai cái cạnh hai bên cho nó đều cái túi nha. Hồi nãy mình luồn bắt đầu bên kia, bây giờ mình sẽ luồn bắt đầu từ bên đây. Và vị trí lên xuống của sợi dây nó sẽ khớp với sợi dây thứ nhất. Mình cứ luồn giống như sợi ban đầu á, cho đến phía bên kia. Rồi sau khi mình luồn dây xong rồi ha, mình sẽ đi thực hiện hai cái cục tròn tròn hai bên này. Mình đã gắn một cục rồi nè. Bây giờ mình thực hiện một cục nữa cho các bạn xem nha. Mình sẽ dùng màu của hoa. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, lên cho mình 6 mũi móc đơn.
Rồi sau khi được vòng 1 mình siết chặt và mình sang vòng thứ 2 thì ở vòng thứ 2 mình sẽ làm mũi tăng. Mũi tăng 6 mũi tăng, tức là ở mỗi chân mũi mình sẽ móc 2 mũi móc đơn. Ở mỗi chân mũi móc 2 mũi đơn cho đến cuối vòng mình sẽ thu được 12 mũi. Ở đây mình cũng làm một mũi trượt để kết vòng. Lên một bính, thực hiện ngay chân mũi đầu tiên một mũi móc đơn. Và ở vòng thứ 3 này mình sẽ thực hiện là 12 mũi móc đơn. Các bạn lên một vòng nữa là vòng thứ 4 cũng vậy nha. Thứ 3, thứ 4, hai vòng này đều là 12 mũi móc đơn. Sau khi xong vòng thứ 4 rồi mình sẽ làm một mũi trượt. Rồi khoan hàng móc tiếp ha, mà mình sẽ luồn vào sợi dây của túi. Rồi mình lộn cái vòng tròn ra rồi đúng không? Đưa kim vào trong cái đỉnh chóp, rồi kéo hai sợi dây qua. Mình kéo dây để cố định ở trong cái vòng tròn. Rồi mình sẽ cột chắc luôn nha. Rồi mình sẽ cột ở đây. Và muốn cho nó giữ chắc hơn nữa thì sẽ cho vào trong cái thân này, cái phần thân của cái vòng tròn này nè. Mình cột thêm một lượt chỉ nữa. Rồi mình luồn dây qua. Luồn dây qua. Rồi mình cứ cột chặt lại vậy nha. Rồi mình sẽ thực hiện tiếp ha. Vòng thứ 5 mình sẽ làm 6 mũi giảm. Mình giảm mũi nha. Mình trừ một đoạn chỉ khá dài nha. Bây giờ mình sẽ nhồi một ít bông gòn vào đây. Nhiều khi ở nhà không còn bông gòn thì mình sẽ nhét một ít lên thừa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khâu cái vòng cuối cùng lại. Các bạn đưa vào trong cái mũi cạnh ngoài á. Đó, luồn kim qua cái mũi cạnh ngoài. Luồn qua mũi cạnh ngoài thôi. Rồi siết chặt lại. Vậy là đã xong rồi đó. Mình sẽ kết len ở đây nha. Đút thử nào. Như mình nói với các bạn đó, cái dây mình móc tới 80 bính nên nó sẽ hơi dài. Nên là 55 bính là khá là vừa vặn rồi các bạn. Mình làm với chủ đích là để xách tòng ten cho bé xách tòng ten. Cho nên là các bạn làm dài quá cũng không sao, mình có thể gút ở bên trong này nè. Rồi, nó sẽ ngắn lại và cân đối cái túi hơn, trông xinh xắn hơn. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Đăng ký kênh ngay để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.